nhiều, và ngay cả bạn gia bảo cũng vậy, nên tôi cố gắng và thận trọng hơn. Ngay từ lúc đầu mọi người đều nghĩ ca khúc Đường Cong là dành cho nữ, nhưng tôi sẽ sử dụng đường cong của giọng hát để chinh phục bốn vị huấn luyện viên. Chỉ ít phút nữa thôi là tôi sẽ phải ra sân khấu để thay đổi cuộc đời mình. Tôi sẽ cố hết sức để thể hiện hết mình, tất cả những gì tôi có, hát thật hay, diễn thật tốt. Quý vị thân mến, hãy cùng chuẩn bị nhún nhảy với không khí sôi động mà hai thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Quốc Trung mang lại. Giọng ca đầy nội lực, Hà My. Sẽ đương đầu với giọng ca mạnh mẽ và ngọt ngào đến từ Huế, Gia Bảo. Vào cuộc đấu, bắt đầu. Để em nghe là bao chân sẽ là yêu là nàng. Khi em từ đâu về đây với hai lúc ta thức dậy. Oh oh la la, thường không ở đây mà. Oh oh la la, sexy lady. Khi em là ai mà bao chân sẽ là yêu là nàng. Em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong bên tiếc kia. Oh oh la la, tràn trề sexy lady. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng than âu lo. Nhìn em lòng ta không đắn đo. Oh mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Các bạn đối đầu rất là thoải mái. Và người mà tôi thấy có vẻ căng thẳng ở đây là huấn luyện viên Quốc Trung. Ông cứ thư giãn một chút xíu trước khi có quyết định cuối cùng. Còn bây giờ thì tôi rất muốn lắng nghe nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời chị Hồng Nhung. Hà My và Gia Bảo đã hát bài Đường Cong với một tiết tấu mới. Và đặc biệt hơn cả là các em đã đem một không khí mới cho bài hát này. Gia Bảo, em rất có duyên trong bài hát này. Thấy một tính cách của em là một người rất là duyên và rất là ga lăng, đúng không? Còn em, Hà My, thì đã thấy một giọng hát rất là nội lực và vô cùng rõ nét. Không phải vô cớ mà tất cả khán phòng này đã nổ bùng những cái tràng pháo tay dành cho hai em. Chúc mừng hai bạn. Và huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, anh nghĩ sao về phần đối đầu vừa rồi ạ? Tôi thấy nhạc sĩ Quốc Trung là một phù thủy về dàn dựng cũng như là cách chọn bài, chọn tông cho các em. Đây là một tiết mục mở màn
để có được tiếng vỗ tay lớn như vậy không phải là một điều đơn giản. Chúc mừng hai em. Dạ vâng, và tôi chưa thấy các huấn luyện viên gợi ý cho người huấn luyện viên còn lại rằng là mình thích phần biểu diễn của thí sinh nào hơn. Với cái lời lẽ trong bài hát này thì tôi nghĩ rằng là thích hợp với Gia Bảo. Còn chị Hồng Nhung thì sao? Tôi thích Hà My. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của huấn luyện viên Mỹ Linh. Suốt cả cái tiết mục vừa rồi tôi quá say sưa với phần biểu diễn của hai em. Bởi vì nó không là phần biểu diễn của hai thí sinh đi thi hát, nó thực sự là phần biểu diễn của hai ca sĩ. Các em đã là những ca sĩ thực sự khi đứng ở trên sân khấu này. Và chúc mừng anh Trung, anh đã làm cho bài hát này nó quá khác lạ. Anh Trung đã giúp cho hai em thực sự tỏa sáng trong ngày hôm nay. Bây giờ không thể nào mà có một lời khuyên nào cho anh Trung được. Bởi vì bất cứ một lời nói là chọn ai thì cũng sẽ là không thể công bằng với người kia. Nên là chắc là phải để dành anh Trung nói thôi. Dạ vâng, và bây giờ thì xin mời cụ rùa lên tiếng. Các em đã làm một tiết mục rất hòa hợp, không thấy có ai là chính, ai là phụ ở đây. Và các em đã tạo nên một tiết mục mà tôi nghĩ là khó mà tách rời hai em ra được. Đặc biệt thì tôi muốn khen ngợi Bảo đã thể hiện một cách rất là hồn nhiên, và em đã làm rất là tốt, tốt hơn cả những cái điều anh mong đợi. Và Hà My thì lại chứng tỏ là em là một ca sĩ rất có bản lĩnh. Em biết nhường nhịn bạn diễn của mình để có một cái tiết mục song ca. Và tôi nghĩ đây là một cái tiết mục các em có thể tiếp tục đi diễn cùng với nhau, và sẽ rất là khó tách hai em ra được. Vậy thì quyết định cuối cùng của anh, thí sinh sẽ đi tiếp cùng với đội của huấn luyện viên Quốc Trung là ai?